Xin chào 500 anh em, trong thời gian sắp tới đây thì hãng xe đến từ Hàn Quốc sẽ ra mắt chiếc xe Hyundai Kona phiên bản N. Đây là một trong những mẫu xe có thể sẽ được trang bị khối động cơ 2.0 lít tăng áp có sức mạnh lên tới 280 mã lực. Nếu như so sánh thì Hyundai Kona có thể sẽ ngang tầm với những mẫu xe hiệu năng cao của các dòng xe hạng sang đến từ Đức. Chi tiết chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ford F-150 Super Duty 2022 ra mắt tại Mỹ với một ngoại hình thiết kế mạnh mẽ và hầm hố. Chào mừng các bạn trở lại với bản tin news số 13 của Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Trong tuần vừa qua thì hãng xe Hyundai vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản N. Đây là một trong những phiên bản hiệu năng cao của mẫu xe crossover đến từ thương hiệu Hàn Quốc sau khi các model đời 2022 của Hyundai Kona vừa mới ra mắt tại Mỹ vào tháng trước. Hyundai Kona N có một cái phong cách thiết kế thể thao hiếu chiến khác hẳn so với những phiên bản thông thường. Logo N được đặt nằm ở phía bên trái, mặt ca lăng lưới tản nhiệt nằm ở phía bên dưới được mở rộng sang hai bên. Trong khi đó thì phần chi tiết nắp capo phía bên trên có thêm những hốc hút gió nhỏ tạo nên những điểm nhấn ở phần đầu xe. Ngoài ra những chi tiết như la răng xe kích cỡ lớn, cản ba đợt sốc được lắp thêm bộ khuếch tán không khí đi kèm cùng với hai ống xả tròn cỡ lớn nằm cân xứng hai bên, khiến cho Hyundai Kona phiên bản N càng thêm phần amateur hùng hổ. Cá nhân tôi vẫn luôn đánh giá rất cao phong cách thiết kế của những mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Vài năm trở lại gần đây thì người ta thấy được những cái sự đột phá táo bạo mà đáng lẽ ra trước đây chúng ta chỉ thấy điều đó ở trên những mẫu xe đến từ thương hiệu châu Âu và Mỹ. Theo thông tin đến từ The Korean Car Blog, mẫu xe crossover hiệu năng cao này sẽ có thể được trang bị ghế kiểu thể thao, vô lăng được cắt, vật liệu da Alcantara và ốp trang trí carbon. Hyundai dự kiến sẽ trang bị cho Kona N động cơ xăng 2.0 lít tăng áp sản sinh ra công suất là 278 mã lực, đi cùng với đó là tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động ly hợp kép 8 cấp. Hiện tại chưa rõ mức giá bán đề xuất dành cho Hyundai Kona phiên bản N, nhưng theo như tôi phỏng đoán thì phiên bản này có thể sẽ có mức giá ít nhất trên phiên bản thông thường từ 4.000 cho tới 5.000 đô la, tương đương với khoảng 24 tới 25.000 đô la Mỹ. Mercedes-Benz C180 AMG vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam được bổ sung thêm những trang bị ngoài ngoại thất xe và bên trong nội thất xe, và dĩ nhiên giá bán cũng sẽ tăng lên khoảng 100 triệu đồng. Như vậy thì phiên bản này sẽ có một cái mức giá bán khoảng 1,5 tỷ đồng, ngang bằng với phiên bản C200 trước đây được phân phối tại thị trường Việt Nam. Với gói trang bị AMG Line thì mặt ca lăng sẽ được chuyển sang sử dụng kiểu họa tiết kim cương với một thanh chrome cắt ngang logo Mercedes. Cùng với đó thì cản trước nay là loại thể thao với kích thước to hơn và có thêm chi tiết trang trí kiểu cánh hướng gió hai bên. Bên cạnh đó thì ở phía sau hai bên hông được bổ sung chi tiết hốc thoát gió giả. Ở trong khi đó thì cản sau được sơn đen và ống xả mạ chrome vẫn được giữ nguyên. Điểm nổi bật ở bên trên AMG phải kể tới đó là phần chi tiết la răng xe có cách tạo hình ngôi sao 5 cánh và kích thước 18 inch, lớn hơn cỡ la răng 17 inch trên phiên bản C180 thông thường. Tuy nhiên điểm mà làm cho tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng đó là phần chi tiết guồng phanh phía bên trong vẫn là loại thường chứ không phải là loại AMG thiết kế theo kiểu phong cách thể thao. So với phiên bản C180 thông thường thì phiên bản C180 AMG cũng không có những cái sự khác biệt đáng kể ở phần phía bên trong nội thất xe. Xe vẫn được trang bị khối động cơ 1.5 lít tăng áp cuộn kép sản sinh ra 156 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 250 Newton, đi cùng với đó là cụm hộp số 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Theo tôi cho rằng thì những nâng cấp của C180 AMG không thực sự đáng để Mercedes-Benz tăng giá bán lên tới 100 triệu đồng. Trong khi đó thì về mặt nâng cấp, tính năng thì cũng không có những gì nổi bật. Với 1,5 tỷ đồng các bạn có thể lựa chọn những cái dòng xe C300 lướt 2019 là việc hoàn toàn có thể nằm trong tay thay vì lựa chọn một mẫu xe chỉ mang yếu tố về thương hiệu. Trong tuần vừa qua thì Ford vừa cho ra mắt hai phiên bản F250 và F350 tiếp theo trong dòng họ nhà F-Series sau khi F150 và F150 Raptor 2022 được trình làng. Ở trên phiên bản mới, khách hàng có thể lựa chọn gói ngoại thất Sport Imperial Package với các chi tiết như viền đèn thay thế cho viền chrome, thường bắt gặp trên phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt phía trước, cản ba đợt sốc trước và sau cùng màu với ngoại thất, chụp ống xả mạ chrome. Một trong những thay đổi lớn nhất về mặt công nghệ đó là hệ thống thông tin giải trí Sync 4 tích hợp bên trong màn hình trung tâm giải trí 12 inch cảm ứng. Với trang bị này thì người lái có thể dễ dàng truy cập các tính năng vận hành. Tuy vậy thì trên các phiên bản Super Duty sẽ không được trang bị cụm đồng hồ Tableau 12 inch như trên các dòng F150, trong khi đó chỉ được sử dụng dạng 4,2 inch và 8 inch tùy từng phiên bản.
Điểm nổi bật về mặt công nghệ trên phiên bản mới đó là người lái có thể sử dụng các ứng dụng cùng một lúc như định vị, phát nhạc, điều chỉnh các tính năng vận hành thông qua màn hình đa nhiệm và điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói. Về mặt vận hành thì Ford Super Duty được trang bị nhiều phiên bản động cơ khác nhau. Phiên bản động cơ xăng V8 có dung tích là 7.3 lít, sản sinh ra công suất là 430 mã lực và mô men xoắn đạt 644 Nm. Hoặc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản sử dụng động cơ diesel V8, dung tích xi lanh 6.7 lít, cho ra công suất là 475 mã lực và mô men xoắn đạt 1.424 Nm. Bên cạnh đó, xe có cả hai phiên bản dẫn động cầu sau và dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đi kèm với cung hộp số 6 cấp hoặc hộp số 10 cấp tự động. Ford cho biết Super Duty sẽ có khả năng vận hành mạnh mẽ nhất trong phân khúc, đặc biệt trên phiên bản mới. Xe sẽ có khả năng kéo hàng hóa lên tới 11 tấn, khả năng chuyên chở tối đa lên tới 3,5 tấn. Trong khi đó, ở các phiên bản cũ, những thông số trên đều thấp hơn khá nhiều so với phiên bản mới. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 13 của Auto Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.